Hôm nay chúng ta sẽ học về filter. Filter nó xuất hiện bắt đầu từ Java Servlet 2.3. Có thể dịch cái từ filter này ra nó như kiểu là lọc ấy, hay là nó chặn từng tầng này. Đấy, để cho các trang đi qua. Thì nó chặn cả đường lên và đường xuống em nhé. Nó chặn cả đường request ấy, tức là đẩy lên server. Đấy. Và nó chặn cả cái đường về, cái đường mà respond ấy và đưa về. Thế thì khi mà nó chặn, nó xảy ra những hợp như sau. Thứ nhất là nó cho đi qua đấy. Thứ hai là nó đổi hướng, tức là nó chuyển sang cái khác. Thứ ba là nó không cho đi qua đấy. Nó có những trường hợp như thế xảy ra đối với khi mà nó chạy qua một cái bộ lọc là filter. Đây cô lấy ví dụ này, nó sẽ chặn cả cái đẩy lên và nó có nhiều cái filter nhá, có cái phải đi qua những cái lọc này, có thể không phải đi qua cái lọc kia, vân vân, cả đường lên và đường gì, đường xuống. Khi mà em nhìn vào cái hình này này, đây nhá, thì cái này này nó là một cái địa chỉ tuyệt đối, một cái địa chỉ tuyệt đối. Thì nó bắt đầu bằng cái giao thức em, HTTP là giao thức của web ấy. Xong rồi đến một cái địa chỉ này. Cái địa chỉ này thì thường nó là một cái số. Nhưng mà cái số đấy rất là khó nhớ. Nên người ta ánh xạ sang một cái tên miền. Có lấy ví dụ như là đây. Thì cái tên miền nó sẽ là Pháp này. .fpt.edu.vn. Đấy, thì cái này là tên của cái server đấy các em. Đây này các em nhìn này. Đây này. Nó đây này các em này. Đấy. Thì đáng lẽ nó là một cái số, là một cái address mà, cái địa chỉ mà. Thế nhưng mà cái số đấy rất khó nhớ. Thế người ta ánh xạ sang một cái domain name như này. Đấy. Đấy là cái này. Cái tiếp theo là thực chất ở đây là nó một cái server mà các em. Thì nó sẽ có cái cổng. Cái cổng này là cái cổng dành riêng, 8080 là cổng dành riêng cho thằng web này. Đấy, như cái cổng như 80 hoặc 8080 hoặc là 8084 vân vân, 8085 vân vân là cái cổng cho web. Xong rồi đến cái tiếp theo của em này, đây này, đây này. Ví dụ ở đây các em thấy là đến cái tiếp theo này. Đây này. Đấy. Thì đâu nhỉ? Đây. Thì là context path. Cô lấy ví dụ ở đây nhá. Cô tạo một cái project có đây chẳng qua là tên thư mục thôi mà, tên project là tên thư mục thôi. Thế nhưng mà cái context path của nó thì cô để nó ngắn ngắn thôi. Đây cái context path này cô để ngắn ngắn này thôi. Bởi vì nó sẽ xuất hiện trên cái dòng địa chỉ mà. Đây cái là context path này. Thế vậy thì còn phần còn lại đỏ này nó đều là cái URL path này. Đấy, thì có thể nó đặt trong một cái thư mục nào đấy. Cô lấy ví dụ ở đây nhá. Là không đặt thư mục này. Đây cái web không là thư mục này. Có thể người ta đặt một cái thư mục nào đấy. Cô giấy giả sử ở đây cô có thể tạo một cái folder là sale chẳng hạn. Đấy. Ở trong cái sale này cô sẽ new một cái file, một cái trang đi. Đấy. Giả sử cô đề nó là seller. Đấy. Đây. Một cái trang. Đấy. Vậy thì có thể là nó không có này. Ví dụ bình thường mình không có đúng không? Đấy, có thể là có cái thư mục đây nó đặt là thư mục A này. Đấy, đây là đặt thư không có thư mục này. Hoặc là đây nó đặt trong thư mục resources rồi xong rồi đặt trong image này. Vân vân thì cái đấy tất cả cái phần đỏ đỏ này nó đều là servlet gì? Servlet path. Đấy. Đấy, thì có thể là cái đuôi của cái trang mà mình viết đấy nó có thể là một cái HTML, có thể có một cái JSP. Hoặc là không có đuôi, ví dụ là servlet mà nó không có đuôi thì tất cả cái này ấy. Đây. Thế nếu mà cô tạo một cái filter mà cô lỗ cần cô viết là sược Hoa Thị thì có nghĩa là tất cả các trang đều phải đi qua cái lọc này. Hoa Thị mà. Hoa Thị nó thay thế cho toàn bộ. Đấy. Còn nếu mà cô viết như thế này thì cô hỏi này, cô viết là sược này admin này, sược này Hoa Thị này. Thì có nghĩa là những cái gì phải chạy qua bộ lọc đấy.
thì tất cả các cái trang nằm trong thư mục gì admin đều chạy qua cái bộ gì bộ lọc đấy. Còn nếu mà cô viết là sược home thì chỉ duy nhất một cái trang gì thôi, home chạy qua cái bộ lọc đấy thôi nhá. Đấy, thế khi mà tạo một cái file giống như tạo một cái file Servlet thì ở đây chúng ta tạo một cái file gọi là file lọc đấy, file filter, thì nó sẽ implement cái interface là filter. Nếu như mà em tạo một cái Servlet thì nó implement cái interface gì các em? Nào, cái Servlet thì nó implement cái interface gì? Bắt đầu bằng chữ H. HTTP Servlet. Đấy. Nhưng ở đây nó sẽ implement cái interface là filter nhá. Cái filter nằm trong Servlet em này. HTTP Servlet nằm trong cái gì? Nằm trong gói gì? Jakarta chấm gì? Servlet chấm gì? HTTP và chấm gì? HTTP Servlet. Thì trong cái HTTP Servlet nó có hai cái là HTTP Servlet Request và HTTP Servlet gì? Response, nhớ nhá. Nào, khi mà em tạo một cái filter, ở đây nó có một cái thuộc tính gọi là filter config. Đấy. Thì nó là một cái interface thì nó phải ghi đề. Nó là một cái vòng đời của nó bắt đầu từ cái việc mà em init này, khởi tạo nó này. Xong em do filter này. Xong rồi em xóa nó đấy, destroy này. Ngoài ra nó có thể có những phương thức khác nữa, như là nó có cái thuộc tính là filter config này thì nó phải có get và set. Nó có set filter này, có get filter config này. Và các em thấy là nó có hai chiều nhá, một chiều đưa lên và một chiều trả về. Vậy thì cái chiều đưa lên chính là do before proceeding nhá. Xong rồi đến do do filter này. Xong rồi chiều trả về là do after gì? Proceeding. Đấy. Nó có thể trong trong người ta rất hay lock lock nữa nhá. Lock đó là viết ra các cái lỗi hay là viết ra những cái thực thi đấy. Đấy. Ví dụ như các em thấy là khi mà mình chạy cái Tomcat nó cũng lốc các thứ ra đấy. Nó lốc ra xem là cái quy trình nó như thế nào, nó chạy như thế nào ấy. Thì em có thể chạy đến đâu em lốc đến đấy. Đây này. Gọi cái thằng lốc này. Thổi nó vào đây. Thì cái này nó tương tự như kiểu system out ấy. Nó viết nó ra. Và bây giờ mình học cái này, bây giờ cô hỏi là bài cũ này. Khi mà tạo một cái servlet ấy thì mình sẽ có phải khai báo cái servlet đấy. Thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là annotation. Tức là chúng ta sẽ có một cái annotation là a còng gì? Servlet. A còng gì các em? Web gì? Servlet. Nó có hai thuộc tính là servlet name và url button. Đấy là cách thứ nhất này. Cách thứ hai là mình mô tả nó trong file gì? Web.xml. Nào, một cái servlet mà được mô tả trong file web.xml thì nó có mấy cái thẻ? Hai cái thẻ. Thẻ thứ nhất là servlet. Thẻ thứ hai là servlet mapping. Trong cái thẻ servlet thì nó có servlet name và servlet class. Cái thẻ servlet mapping ấy thì có là servlet name và có url gì? Button. Đấy, đấy là servlet, cô nhắc lại. Bây giờ chúng ta học bài filter này. Nó cũng có hai cách. Cách thứ nhất là mình khai báo nó bằng annotation thì nó là a còng web gì đấy? Filter. Nó có filter name này. Thường nhá, cái filter name ấy thì người ta lấy luôn tên của cái lớp đấy đặt filter name. Ví dụ mình tạo một cái lớp tên là home filter.java đấy thì mình lấy luôn cái đấy làm filter name. Cái thứ hai là url pattern. Url pattern là gì? Là những cái trang sẽ phải đi qua cái filter này hay nó bị lọc bởi cái gì? Filter này. Nếu mà mình biết là sược Hoa Thị có nghĩa là cả làng cũng đi qua cái này. Đúng không em? Cái nào cũng phải đi qua em này. Đấy là cô viết bằng web
bằng annotation. Còn nếu mà cô viết vào cái file web.xml thì nó giống như Slate, nó có cái thẻ là filter này. Trong cái filter thì nó có filter name và filter gì? Class này, nó nằm trong cái packet là gì? Filter này. Cái tên file là filter à home gì? Filter này. Còn cái tên này em đặt là gì nữa? Đấy. Cái thứ hai là nó có cái filter gì? Mapping này. Đây là filter name này, nó phải trùng với tên ở trên này nhá. Này. Thứ hai là UL gì? Pattern này. Tất cả UL pattern đều bắt đầu bằng cái xược các em nhá. Đây này. Đấy, đều có cái xược này. Bây giờ cô hỏi các em này. Cô viết như thế này. Là những em nào phải chạy qua cái filter này? Cả các trang nằm trong thư mục category và các trang nằm trên thư mục gì? Product đều phải chạy qua cái filter này. Đây là cô viết bằng annotation này. Còn nếu mà cô viết bằng gì? Web này thì em đây. À, thì cái filter mapping ấy là tất cả những cái trang nằm trong cái thư mục gì? Category và các cái trang nằm trên thư gì product đều phải chạy qua cái filter another gì filter tên của cái filter đấy đấy, đấy. Ok đấy là cô nói hết phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta cô có 4 bài tập, cô hy vọng là cô sẽ làm được 3 bài tập đầu. Còn cái bài tập thứ tư thì nó hơi dài và nó cũng hơi nâng cao một chút. Thế nên cô nghĩ là cô sẽ quay nó ở nhà sau để up lên sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm bài đầu tiên. Bài 1 này. Bài 1 này là gì? Là cô sẽ viết một cái app và cô yêu cầu như sau. Tất cả những người dùng mà vào cái app của cô ấy mà gõ bất cứ một cái trang nào, tên bất cứ tên gì mà có đuôi là GSP ấy, thì nó đều chạy về trang home. À. Nhưng trừ cái trang ví dụ cô ấn là abc.jp nó cũng chạy về home. Cô ấn là bất cứ cái gì .jsp nó đều chạy về gì? Home. Nhưng cô ấn lock.jsp thì nó sẽ chạy về cái trang lock chấm gì .jsp. Hiểu ý của cô định làm chưa? Đấy. Tức là tất cả các trang như nói như thế này có nghĩa là tất cả các trang đều phải chạy qua bộ lọc này đúng không? Xong rồi cô kiểm tra xem cái đuôi nó là .jsp nhưng nó không phải trang này thì nó đều phải điều hướng cái trang nào? Trang home. Đấy, nào, bây giờ làm bài này nhá. Bây giờ cô sẽ tạo những cái trang nhiều trang. Đấy. Giả sử bây giờ cô tạo một cái trang home đi. Cô new một cái trang home. Chắc phải có trang home rồi. Giả sử ở đây cô để là home page đi. Giả sử ở đây cô để là đây là trang chủ đi. Đây là trang chủ. Ví dụ thế. Thế để chạy trang chủ với cô chạy thử Slack nhé. Nó là sược home mà. Cô sẽ new một cái controller đi. Cô new một cái Slack. Slack cô đặt là home. Slack. UL pattern có thể là home. Cái này nó chỉ đơn giản là nó chạy cái trang home rồi rồi thôi. Chạy cái trang home.jsp. Đấy. Bây giờ cô chắc chắn phải có cái trang lock đấy rồi.
cô nêu một cái trang lóc, nó có cái trang lóc này. À, sự dài cô để là lóc pết đi. Đây cô để là lóc pết đi. Đấy, đơn giản thế thôi. Ngoài ra cô có những cái trang khác đi. À, sử cô có nêu một cái trang H1 đi. Đây cô để là H1 này. À, sử đây cô để là H1 pet này. Bây giờ cô có cả những cái trang mà nó không phải là trang GSP mà nó là trang Servlet. Giả sử cô new một cái Servlet. Giả sử cô đề nó là một Servlet đi. UL pattern cô đề là một thôi để cho nó gõ dễ gõ. Giả sử ở đây cô viết ra là đây là trang một page đi. Giả sử cô viết là đây là một page nhé. Tức là trang một đấy. Đấy. Cô hoàn thành xong được cái gọi là dung riêng. Nhá. Để tí nữa cô muốn là gì? Cô gõ H1, cô gõ home một này, cô gõ ba lăng nhăng. Nó đều phải chạy về đâu? Về home này này. Đúng không? Nhưng cô gõ lock.jsp thì nó vẫn chạy về lock.jsp. Nhưng mà cô chạy một cái trang khác mà không phải là đuôi JSP, ví dụ như một này, thì nó vẫn chạy về cái trang một này. Cô chỉ chặn một nào thôi. Đuôi là gì thôi? JSP thôi. Đấy. Thế thì cô sẽ làm một cái filter. Cô sẽ new một cái bucket. Cô đặt là filter đi. Cô sẽ tạo một cái filter này. New một cái filter. Nếu như các em nhìn thấy có chữ filter rồi thì ok. Còn nếu các em chưa có thì chúng ta chọn gì các em? Other này. Chúng ta sẽ nhìn thấy filter luôn này, này các em này. Đó. Các em đặt tên là gì cũng được. Thật sự cô đặt là home đi nhá. Home filter đi. Được rồi, cô có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ tích chuột vào đây. Tức là nó sẽ được mô tả ở cái file web chấm gì email. Bây giờ là UL pattern này, cô sẽ new này, thì cái UL pattern cô để là sược Hoa Thị nhá, vì là tất cả các trang đều chạy qua trang này mà. Đấy, ok này, đây, đây nó áp áp cho tất cả các trang nhé. Next này, finish này, thì các em thấy là cô tạo ra một lớp là home filter này, nó kế thừa từ cái gì filter này, đây filter này, đấy, kế thừa từ filter này, nó có một thuộc tính là filter config này, nó có gì do filter này, nó có get config, filter config và set gì filter config, nó có destroy này và nó có gì các em? Init này, đây là các phương thức y đè các em nhé, đều là những phương thức y đè. Ngoài ra nó còn có những cái thứ như là do preceding, after và cả gì before. Các em nhớ là nó sẽ chặn nhiều lớp, nó tạo thành như kiểu trên trên này. Đấy. Thế vậy thì cái việc mà chặn đấy nó thực thi ở cái trên này, ở cái filter trên này này. Và nó thực thi ở cái do filter này. Đấy, trên chấm do filter này. Đấy. Nào. Web này. Như vừa rồi cô bảo em là nó có hai cái thẻ. Thẻ thứ nhất là đè thẻ gì? Filter này. Nó có filter name và filter class này. Thứ hai là có filter mapping. Thì có filter name và UL gì? Pattern. Ở đây có nghĩa là tất cả các trang đều đều phải chạy qua cái filter này các em nhé. Đây này. Nào.
khi mà em đẩy một cái lên thì nó đẩy lên thông qua một cái là HTTP Serverless Request, nó trả về đây, các em nhìn này, nó đẩy lên này, nó đẩy lên thì mình lấy được được cái đỏ đỏ này chứ, đỏ đỏ này chính là cái Serverless Path ấy. Xong mình kiểm tra cái này xem là nó có đuôi là gì, GSP hay không. Nếu mà nó có đuôi là GSP mà lại không chứa cái log.gsp thì mình cho nó trở về trang gì, home. Vậy thì để cho nó trở về trang home ấy thì là mình lại cần cái thằng respond. Respond chính là HTTP serverless gì, respond. Thế vậy mình cần hai thứ, HTTP serverless request này, HTTP serverless gì, respond. Mình khai hai thằng đấy đây nhá, cô khai hai thằng đấy. Tất nhiên là nó thực thi ở trước cái do filter này. Đây cô sẽ viết ở đây. Đây, viết ở đây. Này, viết ở chỗ này. Cô khai một cái HTTP serverless request này. À. Cô không đặt tên nó là request được vì nó trùng với đây này. Các em nhớ là HTTP serverless request ấy, nó không phải ở đây này, nó không phải ở cái request này nhá, nó ở đây nhá, nhưng mà cái HTTP select request nó lại ở đâu, ở đây này đấy. Vậy thì cô không đặt tên nó là cái này được vì nó trùng này, thế cô đặt một cái tên nó khác đi đấy. Cô đặt là request thế này đi, nó sẽ chính là cái này đúng không, nhưng hai cái này nó không phải là một. Nên cô phải ép kiểu ép cho này. Cái này để bắt được cái này này, cái này để bắt bắt được cái select path này này. Đấy. Sau lại phải trả về nữa. Trả về nữa tức là HTTP serverless response. Response này. Đấy. Vì nó trùng tên cái này rồi nên cô không đặt là respond được nữa, nên cô đặt một cái tên khác đi, cô để là respond đây. Vậy thì nó ép kiểu cho nhau, công C này, công V nếu này. À bây giờ cô sẽ lấy được cái này em này, cô sẽ lấy được cái serverless path này, này để cô tìm cái đuôi đấy. À, cái serverless path này nó chính là một sâu. Giả sử gọi nó là URI đi. Sẽ bằng là request mà get cái serverless đây này, path này. Xong cô kiểm tra nếu cái URI này mà có cái đuôi. Cái đuôi là gì? GSP. Nhưng nó lại không phải là gì? À, URI mà không chứa. À, nếu như thế này thì cô đưa nó về đâu? Về home đúng không? Nó là respond này, send đi direct này. Nếu không này, mà nếu mà nó là cái trang này này thì cô cho nó về trang đấy. Ý tưởng của cô chính nằm ở đây này. Tức là tất cả các trang đều chạy qua thằng filter này rồi. Nhưng mà thằng nào mà có cái đuôi là cái này, nhưng không phải là thằng này, thì đều chạy về đâu? Về home. Còn thằng này là chỉ chạy thằng này thôi. Cô lon cho nó nhé.
Đây các em nhìn cô chạy này. Đây, cô ấn một trang bất kỳ nhá. Chấm viết đi này. Đấy. Thì nó đều chạy về gì? Về hồ. Đấy. Tất nhiên là cô chạy một cái trang không phải là GSP này. Cô chọn trang 1 này. Thì nó vẫn về cái trang nào? Trang 1. Đấy. Thế nhưng mà nếu cô chạy một cái trang GSP nào đấy. Nhá, cứ cô đuôi là GSP nhá. Thì nó đều về trang chủ. Nhưng mà cô chạy lốc này. Thì nó về trang gì? Trang lốc. Duy nhất cái trang này thì về thôi. Còn tất cả các trang khác mà có đuôi chấm GSP ấy, thì nó đều về đâu? Về home. Nào, cô làm tiếp một cái bài nữa này. Cũng trong cái bài này này. Là cô đếm xem là có bao nhiêu người đã truy cập vào cái site của mình. Có nghĩa là cái site của mình có bao nhiêu trang thì cứ đường nào gõ cái trang nào nó đều đếm, đúng không em? Đấy, cô lấy ví dụ như là cái trang site này mình đố các em bài này cô có mấy trang? Có trang thứ nhất là trang S1 này. Trang thứ hai là trang home này, trang thứ ba là lốc này, trang thứ tư là home này, page này nhá. Đấy. Thì nó cứ chạy bất cứ một cái trang nào trong mấy trang này thì cái con đếm là đều được đếm. Vậy thì cái đếm đấy cô sẽ chạy ở filter này. Bởi vì tất cả các trang đều chạy qua cái filter này mà. Đúng chưa? Đấy, thế nên cô sẽ khai báo một con đếm ở đây. Đây, cô khai báo một cái con đếm ở đây. Thế thì một con đếm bao giờ cũng khởi tạo thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất ấy là cô sẽ khởi tạo ở init kèm. Đây này, khởi tạo ở init này. Cô để là counter khởi tạo bằng không đi. Đấy. Thế mỗi một lần nó chạy vào thằng này thì cô đều tăng cái biên đếm lên thôi. Nào, bây giờ cái counter này cô muốn viết ra ở cái home này. Đây, cô muốn viết ra ở đây. Số người truy cập đi. App đi. Đấy. Thế vậy thì cái biên đếm đấy cô phải lưu vào đâu? Thì cách đơn giản nhất là mình sẽ lưu vào đâu? Lưu vào một cái section đi. Đây, cô sẽ lưu vào đây vào một cái section này. Cô lưu vào một cái section nhá. Thì nó bằng là request này, get section này. Cô import cái section vào này. À, bây giờ cô sẽ lưu vào cái section bằng là set attribute. Giả sử cô đặt tên nó là gì? Counter này. Đấy. Và nó lưu ở section nên cô có thể viết ở bất cứ chỗ nào cũng được. Đây cô viết ở đây là section scope này. Cô đặt tên nó là gì? Counter này. Cô chạy nhé. Đây. À sử cô gõ một cái trang home đi. Đấy. Thì một người truy cập này. Bây giờ cô gõ một cái trang khác nhé. À sử cô gõ cái trang 1 đi. Đây là cái 1 này. Số người truy cập là mấy rồi? 2 này. Nào. Bây giờ cô gọi cái thằng lốc đi. Bây giờ số người truy cập là mấy rồi?
ba. Bây giờ cứ gọi lại hôm nó đã thành mấy, bốn. Đấy, tức là nó đều chạy qua bộ lọc, tất cả các trang đều chạy qua bộ lọc. Đấy. Thế nếu mà người nào muốn, bạn nào muốn lưu cái số người truy cập này vào thì phải lưu vào database em nhé. Đấy. Thế khi mà mình đọc thôi, mình đọc từ database xong mình cứ mỗi lần mình lại đếm. Đấy. Thế thì cô có thể khởi tạo nó ở vừa rồi đấy. Có thể khởi tạo nó như kiểu em thấy là khởi tạo ở init này. Đây. Mình có thể khởi tạo đặt nó ở cái server, ở cái chỗ này cũng được em. Mình đặt ở đây này. Đấy. Nó qua một cái init parameter này. Thì nó có một cái tên. Giả sử có để nó là counter đi. Xong rồi nó có một cái value. Giả sử để là không đi. Đấy. Đây, có khởi tạo nó ở cái init paragraph của cái filter này này. Thế vậy thì khi mà cô đọc lại đây này, cô đọc lại cái giá trị khởi tạo vừa rồi đấy, vì nó là sâu mà, thì cô sẽ pạt nó ra này. Ở đây cô sẽ gọi thằng thằng filter config ấy, đây này, thằng filter config này bằng cái lệnh get init này. Ở bên kia cô đặt tên nó là gì? Đấy. À, cô lưu nó bên đây này. À, khởi tạo nó bên đây này. Đấy, thì cô có thể gọi lại thì vẫn thế thôi các em. Chạy thì nó vẫn không khác gì cả đây. Bột này. Thai này. Đấy, cứ chạy bất cứ một trang nào thì cái số người truy cập ấy. Đấy. Đấy. Đấy là bài thứ nhất. Bài thứ nhất để cô mô tả cho em thấy là tạo một cái filter như thế nào và quy trình để code cái filter đấy như thế nào. Nào, bây giờ chúng ta làm tiếp bài thứ hai. Bài thứ hai là sẽ có bạn hỏi là vậy thì có rất nhiều cái lọc này, nó đặt như này. Vậy thì nếu như một cái đối tượng nào đấy mà nó không chỉ chạy qua một cái lọc mà nó chạy qua hai ba cái lọc chẳng hạn, vậy thì nó sẽ chạy cái nào trước, chạy cái nào sau. Cô lấy ví dụ như này nhá, như cái bài cuối này cô có làm một bài này. Cô có làm một bài là tức là như kiểu cái trang, như kiểu trang Shopee các thứ khác ấy, thì người dùng khi đăng nhập vào ấy thì có thể mình chỉ là thằng mua hàng thôi, tức là cái thằng user tag này thôi này. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ mình đăng ký, sau khi mình là thằng mua hàng đi, mình đăng ký, mình update, mình trở thành thằng bán hàng. Đấy. Thế vậy thằng mua hàng thì chỉ có là thằng mua hàng thôi. Nhưng mà thằng bán hàng ấy thì nó vừa là thằng mua hàng mà nó lại vừa là thằng gì? Bán hàng, tức là nó có hai cái role nhé. Role thứ nhất là role khách hàng này. Role thứ hai là thằng role gì? Bán hàng này. Thế vậy thì khi mà nó vào ấy thì nó sẽ chạy thằng lọc nào trước? Ở đây nó có hai thằng lọc mà. Thằng lọc thứ nhất là mày đã vào chưa? Mày đã đăng nhập chưa? Thứ hai là khi mày đăng nhập rồi thì mày có role hay không? Thế thì về lý thuyết ra mình phải phải check cái tài khoản trước rồi mình mới kiểm tra role gì? Role sau, tức là mình muốn chạy cái thằng lọc tài khoản rồi đến chạy cái thằng lọc role. Thế mình biết làm thế nào để biết được là nó sẽ chạy thằng trước hay thằng sau? Đấy. Thì ở đây ấy, nếu như mà em không khai báo trong cái file web.xml thì cái nào mà em tạo trước thì nó chạy trước, cái nào chạy sau thì nó khai báo sau rồi chạy sau. Nếu em làm cái như thế này nó rất là gọi là không gì nhỉ? À, không có tính chất dài lâu. Tốt nhất là tất cả các filter em đều khai ở đâu? Web.xml. Và thứ tự hay là cái trật tự của cái filter ấy thì nó được bởi cái filter mapping em nhé. Đây. Cái filter mapping nào đặt trước thì nó chạy trước, cái filter mapping nào chạy sau thì nó chạy sau.
Để ví dụ cho bài này, giả sử này, cô sẽ làm hai cái filter. Một cái filter 1 này và một cái filter gì? Filter 2 này. Giả sử cái filter 1 cô init cho nó một cái tên là tôi là filter 1. Cái thằng filter 2 cô init cho nó một cái tên là tôi là filter gì? Filter 2. Nào, bây giờ tí nữa cô chạy cho em xem là cô thay đổi cái filter mapping xem là nó có thực thi cái nào trước cái nào sau có bị thay đổi hay không nhá. Bây giờ cô sẽ làm bài 2 này nhá. Cô tạo hai cái filter. Thật sự hai cái filter này nó đều lọc cái thằng home đi đi cho dễ nhá. Đều lọc cái thằng home này đi. Đây, cô tạo new một cái filter này. Giả sử cô đề là filter 1 đi. Cô sẽ viết vào cái file web của mình email nhé. À, cô chót quên này. Cô không viết này. Đây, cô không viết này. Cô chót để ở ngoài này rồi. Bây giờ cô muốn muốn viết vào đây. Cô muốn bỏ cái này đi nhá. Bỏ cái này đi này. Cô muốn viết nó vào đây. Thì làm thế nào để viết vào đây các em? Thế nào? Mình sẽ chọn gì? Hai cái thẻ. Một là thẻ gì? Gì các em? Filter này. Xong rồi, nó có cái filter gì? Filter name này. Biết tên thôi. Xong rồi filter gì nữa? Filter class này. Đấy. Mình viết vào. Cái tiếp theo là nó có cái là filter gì? Các em. Mapping này. Đấy là một cách. Cách thứ hai, cách thứ hai là em vào đây này, vào cái filter này, em add một cái filter browser này, cô add cái filter 1 này, cô đặt tên. Đấy, xong rồi cô add thêm một cái filter mapping. Cô ấy cái filter 1 vừa rồi đấy. Bây giờ cô muốn cái trang home chạy qua nó này. Đấy. Bây giờ nó tự động viết vào cho mình này. Một là cái filter này. Thứ hai là filter gì đấy em? Mapping này. Nhá. Nếu mà mình không thì mình làm thế. Nó chạy ở cái trang home chạy qua nó này. Nào cô tạo một cái filter nữa. Giả sử cô đặt là filter 2. Bây giờ thì cô add nó vào đi. Add luôn đi, đỡ phải làm. À, bây giờ cô vào đây. Cái filter 2 này. Cô muốn là nó cũng chạy qua cái trang home đấy nhá. Chạy qua trang home. Hai cái đều chạy qua home nhá. Không, tức là cái trang home chạy qua cả filter 1 lẫn filter gì? Filter 2. Nào, bây giờ ở cái filter 1 ấy, cô khai thêm. Một cái name đi. À, name. Giả sử cô bảo là đây là filter 1 đi. Cô copy cái này xuống cho nhanh nhé. Công C.
cô xuống cái filter 2 này. Và rồi cô ở đây là filter 2. Đấy. Bây giờ ở cái filter 1 và filter 2 cô đều viết ra ra cái tên này thôi nhá. Ai ở cái filter 1 này. Cô khai một cái name này. Cái name nó lấy từ cái filter config này. Ghép cái này. Ở kia cô đặt tên là name mà. Cô lóc nó ra thôi. Cô lóc cái này ra, lóc cái này như kiểu system out. Lóc cái này ra thôi. Cái filter 2 cô làm thế đi. Đợi. Bây giờ cô chạy cái trang home này. Home này. Nào bây giờ cô xem cái lock nhé. Đây, cái này nó bảo là đây nó chạy thằng nào trước đấy. Đây là filter 2. Xong rồi đây là gì? Filter 1 này. Vì sao? Vì là mapping ấy. Cô khai báo cái nào trước? Cái filter 2 trước này. Thôi cô system out cho dễ nhìn nhá. Cô không lock nữa mà cô system out cho dễ nhìn. Name này. Đây. Cô chạy lại cho nhìn này. Chạy lại này. Đây. Các em thấy là nó đều gọi thằng filter nào trước? Filter 2 trước. Đấy. Vì sao? Mặc dù cái filter nhá, cái thẻ filter ấy thì cô khai cái nào trước đấy? Cái filter 1 trước. Nhưng mà cái thẻ filter mapping ấy cô lại khai thằng nào trước? Hai trước. Thế nên cái filter mapping cái này là sau mà. Đây bây giờ cô đảo lên cái ấy này. Nhá, cô đổi cái filter mapping công x này. Cô đặt lên trước cái này nhá. Công phê này. Đấy. Bây giờ cô chạy lại nhá. Đấy, nó gọi thằng filter 1 trước và thằng filter 2 gì? Xong. Đấy, tức là cái thứ tự mà nó lọc ấy thì nó dựa vào cái khai báo gì các em? Filter mapping nhá. Đấy là nội dung của bài thứ mấy? Bài thứ 2. Bây giờ đến bài thứ 3 này. Bài thứ ba là cái bài gọi là xác thực. Câu hỏi này, cái bài xác thực này cô đã làm ở đâu rồi chưa? Đây ở bài này các em này. Cái bài xác thực cô đã làm ở đây này. Là cái bài 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 5 này các em này. Tức là cái bài thêm sửa xóa cập nhật đấy mà khi mà có kiểm tra xác thực ấy cô làm lại cái bài có xác thực cho phần thêm sửa xóa ở cái phần section, có nghĩa là khi mình muốn thêm, mình muốn sửa, mình muốn xóa thì mình đều kiểm tra xem là nó đã có cao chưa, hay nó một cách đơn giản là nó đăng nhập gì, đăng nhập chưa. Thì bài này xử lý bằng SQLite các em thấy là nó khá là dài dòng. Mình lại khi thêm mình lại có một cái action là thêm. Mình sửa mình lại có một cái action là gì? Sửa. Mình xóa mình lại có một action là gì? Xóa.
Vậy thì bây giờ cô hôm khi học cái bài này cô có bảo bọn em là hôm nào học filter ấy thì cô bảo là cô sẽ làm lại cái hay là nói lại cách làm bài này mà nó không phức tạp như thế thì chính là hôm nay đấy. Hôm nay thì cô ngại làm lại cả cái bài này lắm vì nó dài. Cô sẽ làm một cái gọi là format giống bài này các em nhé, để chúng ta thấy là làm bằng filter nó đơn giản hơn rất nhiều khi mình làm bằng sơ black. Nào, bây giờ cô sẽ làm một cái form giống hết bài này. Đây. Cô sẽ làm ba cái sơ black nhé. Cô sẽ nêu một cái sơ black, giả sử cô đề là thêm mới đấy. Là add sơ black này. Add serverless này. Cô không muốn cái trang là add.jsp nữa bởi vì vừa nãy cô chốt chặn chặn cái file đuôi chấm gì rồi. JSP rồi. Có nghĩa là giờ cô không chạy được cái file gì nhỉ? Không nhưng mà cô vẫn chặn được nếu như nó gọi ở đâu đấy. Cô chặn nó khi nó gọi từ đâu? Nó gọi từ dòng địa chỉ. Nhưng mà cô vẫn chặn nó khi mà nó gọi ở đâu đấy nhé. Đấy. Cô giả sử đây cô sẽ gọi cái trang s.jsp ở đây đi nhá. Giả sử cô sẽ đề là gì nhỉ? Cô đây có một cái thẻ H4, H3 đi. Ở đây này, cô sẽ có một cái thẻ liên kết đi. Đây là gọi file s.jsp nhá. Ở đây cô gọi cái thằng s này chấm jsp đây, nên cô sẽ tạo cái file này. Thì đây là file thêm nhá, s này. Cô tạo hai cái servlet đi, nó giống cái bài hôm trước. Tức là có hai cái servlet là update đấy. Cô tạo cái xóa đi. Cô new một cái servlet là xóa. Xóa này. Bây giờ cô sẽ làm một cái login đi. Đăng nhập ấy. New một cái trang là login. Giả sử cô đề đây là login file. Đây là trang này, đây là trang để người dùng đăng nhập đi. Login đi vậy. Đấy. Thế vậy thì những cái nào mà đều phải kiểm tra login nào các em? Thứ nhất là cái S này, đúng không? Thứ hai là cái server S này cũng kiểm tra này. Thứ ba là cái delete này cũng kiểm tra này. Thứ tư là update này cũng gì? Kiểm tra này. Vậy thì cô tạo một cái lọc. Tạo một cái filter. Đây. Cô sẽ new một cái filter đi. Cô đề cái này là login filter đi. Cô sẽ add cái này vào đây đi. Cô connect đi nhá. Thì cô sẽ viết ở bên kia mà. Đây, cô sang đây cô viết này. Bây giờ cái filter login. Cô viết ở cái mapping ấy ạ. Đây các em nhìn này, filter mapping này. Những thằng nào chạy qua nó là kém. Thằng thứ nhất là s.jsp này.
Thằng tiếp theo là cái gì? S này. Thứ ba là gì? Delete này. Thứ tư là gì? Update này. Đây. Tức là cứ thằng nào mà phải check cái login ấy, check cái tài khoản ấy thì đều được viết ở cái filter login gì? Filter. Nào, bây giờ ở cái login filter này. Đây, login filter này. Cô sẽ viết ở đây. Đây. Đấy. Cô copy cái vừa nãy có cái home ấy, cô copy cho nhanh á. Nó có cái home home filter này. Có cái home filter ấy, cô copy cho nhanh. Copy cái này này. Công C này. Đây, công V này. Tức là nếu mà section get attribute mà cái account đấy, cái này chỉ có khi nào em, cái account này chỉ có khi nào, khi phải đăng nhập. Nếu mà nó bằng null tức là nó đã đăng nhập chưa em, hả? Chưa. Vậy thì mình cứ cho nó về về trang nào, trang đăng nhập. Đấy, cho nó về cái em đăng nhập này. Đấy. Trong cái đăng nhập này cô chưa chưa tạo cái đăng nhập đúng không? Bây giờ cô tạo cái đăng nhập này, cô tạo cái login đăng nhập này. Đấy, bây giờ cô sẽ new một cái servlet là đăng nhập. Và cái login này thì cô gọi cái thằng login thôi. À, bây giờ cô chạy cho em nhìn này. Đây. Nào, bây giờ cô chạy cái thêm này. Chạy thêm này. Thì nó đều quay về trang gì? Login này. Nào cô chạy cái update này. Nó cũng về đây. Rồi cô chạy delete này. Nó cũng về đây. Bởi vì cô đã đăng nhập chưa? Chưa. Đấy, các em thấy là bài của bài hôm trước ấy mình không phải sửa gì cả. Mình chỉ viết thêm một cái filter là được. Có em thấy là cái bài CRUD ban đầu ấy mà cô đổi thành ở bài section, các em thấy là cô phải sửa rất nhiều chỗ. Còn ở đây mình không sửa gì cả. Mình chỉ viết thêm một cái gì thôi. Một cái filter thôi. Được chưa? Đấy. Khi mà đăng nhập rồi thì có nghĩa là nó cho đi qua. Đúng không em? Nó không có eo này em này. Tức là nếu như nó là null thì nó bắt gì? Đăng nhập. Còn nếu khác mua rồi nó có làm gì không? Không. Thì mình cứ chạy thôi. Hiểu chưa? Đấy, đấy là gì nhỉ? Đấy là những bài. Đấy. Còn riêng cái bài 4 này nó thứ nhất là nó nâng cao. Thứ hai là nó hơi dài rồi. Nên cô dừng bài học ở đây nhỉ. Thì về cô làm tiếp cái bài này cho bọn em sau nhé. Ok, dừng lại này.